Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết sẽ không còn tình trạng đất công bán rẻ, phải có đấu giá minh bạch để mọi người được tham gia, người dân được giám sát. Ngày 2 tháng 6, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc thời gian qua nhiều vụ đất công bán rẻ bị phanh phui và dư luận không đồng tình. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, vấn đề đất công bán giá rẻ, bán chỉ định thầu hay không đấu thầu gây thất thoát là vấn đề Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương mà đứng đầu là Tổng Bí thư rất quan tâm và làm quyết liệt. Vừa qua thì cái việc đất công, rồi bán với giá rẻ, rồi vấn đề chỉ định thầu, vấn đề không đấu thầu và thất thoát thì đây là vấn đề mà Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư cũng rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt cái này. Với chính phủ thì Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thì nhiều cuộc đã giao cho thanh tra các cơ quan chuyên môn yêu cầu phải thanh tra kiểm tra để xác minh làm rõ những cái vấn đề mà liên quan đến dư luận, liên quan ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân thì đều được xem xét, đặc biệt khi mà có thông tin báo chí. Như vậy có thể nói là tinh thần ý, là yêu cầu phải minh bạch, yêu cầu là phải công khai và thu lại nhà nước lợi ích cao nhất. Thế từ đó các ông chỉ biết ý, ngày 20 tháng 4 vừa rồi ý, thì Thủ tướng cũng đã chủ trì một cái hội nghị có thể nói là toàn quốc để tháo gỡ khó khăn cho cái liên quan đến chính sách, liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng, để thúc đẩy cái giải ngân, thúc đẩy cái tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực này. Ở trong phát biểu Thủ tướng ấy thì trong cái báo cáo đặc biệt của cơ quan thanh tra thì cũng nêu là trong lĩnh vực này thì cũng đã có những cái thất thoát lớn liên quan đến đất công, liên quan đến tài sản công, rồi bán chuyển nhượng với giá rẻ, bán chuyển nhượng theo chỉ định thầu, bán chuyển nhượng theo chỉ định, không đấu giá hoặc là đấu giá không công khai hoặc là không minh bạch, hoặc là những cái gì đó mà liên quan đến cái lợi ích mà có thể nói lợi ích nhóm mà mang lại cái thất thu cho ngân sách nhà nước lớn, thì tinh thần chỉ đạo Thủ tướng là cương quyết yêu cầu thanh tra kiểm tra và kiên quyết rà soát những cái dự án như vậy, nếu có thì yêu cầu phải làm rõ vấn đề để công khai. Thế và cũng phải nói là từ đây đó đi là chúng ta cũng không còn những chuyện nữa, dứt khoát thì yêu cầu phải đấu giá, dứt khoát thì yêu cầu phải minh bạch để mọi người được tham gia và mọi người dân được giám sát. Mục tiêu ấy là công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi nhà nước cao nhất.